Rồi, hello Quý, xin chào toàn thể anh em nha. Rồi, anh em chuẩn bị nha, ngày mai, ngày thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023. Rồi, ngày mai Quý xả hai bao đồ bếp, dụng cụ đồ bếp, muỗng, nĩa, inox, thìa các kiểu, sàn, xịa, tùm lum đồ hết trơn nha anh em. Bà con, cô bác, chị em lộ gần xa nhà bếp nha, đồ tới gần xa tới lựa nha, rất là nhiều đồ phục vụ bếp cho chị em nha, mấy cái chung, mấy cái chậu gì bằng nhôm nè, rất là nhiều đồ của Nhật Bản, đồ bếp, ly tách, inox, nhôm gì các kiểu, chắc chắn sẽ có dao nha cả nhà. Đại thì thấy dao, thì thấy trên mặt thì thấy ít, nhưng mà phía dưới thì mình đâu có biết được. Đây có con dao rũ đầu lên, dao bào gì nè, mâm, dĩa, dĩa này giống như dĩa chưa xài, dĩa inox. Nguyên bộ này có 5 cái dĩa, còn bọc ni lông luôn, 5 dĩa còn bọc ni lông luôn nha cả nhà. Bư vô có khi nào gớt lại ngón tay chết luôn. Gắn cái móc cho anh em xem sơ sơ, sơ nha. Rồi đây, giờ gì đây? Rồi, 5 dĩa có 5 nắp đậy hay gì chăng? Đồ bếp lung tung các kiểu anh chị em ơi. Anh em nào với mà chị em nào có muốn lấy về bán lại thì ngày mai tranh thủ tới sớm, nếu mà xem được thì muốn lấy lại về thì Quý để lại nguyên bao cho anh em làm luôn nha. Mọi chi tiết anh em liên hệ số điện thoại 0988 577 662, hoặc là anh em xem ở phía dưới phần mô tả phía cuối video nha anh em. Này, trang sức gì đây? Muỗng, nĩa, thìa, không biết ở dưới có dao không, trên mặt thấy ít dao quá. Cúp vàng nha anh em, cúp vàng luôn. Cúp vàng này tặng cho anh chị nào ngày mai chốt lẹ nha, ngày mai chốt lẹ tặng cúp vàng nha. Dao bít tết. Dao này dao gì mà có thước đo đồ ghê gớm quá anh em ơi. Có thước đo đo cm, đo chiều cao. Toàn là đồ Nhật xịn sò. Anh chị em gần xa có muốn mua nào về kinh doanh á thì cứ tới bãi sớm rồi coi được làm giá Quý khỏi xả ha. Được là làm giá luôn, xúc luôn, khỏi xả. Rồi ba bên này xấu quắc hơn, có lộn đồ nghề nữa, xét rẹt. Ồ, có cái thùng đồ nghề cho anh trai nè. Thùng này thì gỏng nè, bên trong đẹp, bên ngoài hơi xấu. Thùng hiệu Toyo, hãng Toyo, bên trong quá đẹp luôn, xanh dờn. Rồi bao này thì không đẹp, anh em muốn làm bao nào làm, làm nguyên bao hay làm hết hai bao thì cân qua cân lại, làm một bao thì giá tính theo giá một bao. Bao này thần đồ bếp, dòm inox đồ long lanh lóng lánh hơn bao kia, dòm không được đã mắt lắm. Wow, cái này mà làm mâm tiết canh con vịt thì còn gì bằng hả anh em ha, hơi móp méo ha, hơi móp méo, nhưng mà những cái thành phần này là kim loại tốt nha anh em. Giờ chúng ta gò ấy là thôi, đập cho ngay ngắn lại, kim loại tốt nè, làm con vịt để mâm tiết canh ha, hết mâm ha. Vừa thôi, Quý trở lại ba bên này cho anh em xem coi còn gì không.
xấu quá anh em ơi. Thôi bao này xấu quá, coi gì này, sàn qua sàn lại cũng có hai bao, chậm chậm tay thôi, cái này bư là gách tay. Lâm tập la, la tập lâm. Rồi ok, hẹn gặp cả nhà mình ngày mai tại số 629A quốc lộ 1A phường Bình Hưng Hòa quận Bình Tân. Hoặc anh em có thể xem kỹ hơn ở dưới phần mô tả nằm cuối video nha anh em. Ngày mai xả hai bao đồ bếp mà muỗng nỉa đồ bếp. Rồi ok, chào, cảm ơn anh em đã xem.